Quốc Canh chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Canh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số lý do tại sao chúng ta không bao giờ nên từ bỏ tình yêu khi chúng ta thực sự yêu người ấy của mình. Và chúng ta cũng sẽ khám phá ra lý do tại sao từ bỏ tình yêu có thể là một sai lầm trong một số mối quan hệ bạn có thể muốn từ bỏ tình yêu khi người ấy phạm lỗi tuy nhiên bạn có thể không nhớ rằng đôi khi người ấy của bạn đã cố gắng làm cho bạn hạnh phúc thông thường thời điểm trước khi bạn từ bỏ tình yêu là thời điểm nhạy cảm mà bạn nên nghiêm túc xem xét những khoảng thời gian như vậy sẵn sàng để làm cho bạn và người ấy của bạn trở thành những cá nhân tốt hơn nếu bạn từ bỏ tình yêu vào thời điểm này bạn có thể bỏ lỡ một bài học quý giá và một tình yêu đích thực của bạn tình yêu là một trong những cảm giác rất thú vị và viên mãn nhất mà ai cũng có thể trải qua khi bạn yêu đúng người bạn sẽ phát hiện ra rằng cả hai bạn đều đang cố ý làm cho mối quan hệ có hiệu quả tuy nhiên một số người đã tìm ra lý do để từ bỏ tình yêu và không nhìn lại quyết định của mình nếu bạn cảm thấy tình yêu của mình đang dần nguội lạnh thì sau đây là một số lý do tại sao bạn không nên từ bỏ tình yêu. Điều thứ nhất, bạn có thể trở nên kém khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Nếu bạn đang nghĩ đến lý do để không từ bỏ người mình yêu, một trong những điểm cần lưu ý là sức khỏe và hạnh phúc của bạn. Khi yêu, bạn sẽ nhận ra rằng sẽ phải chú ý chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn vì bạn luôn muốn ở bên cạnh đối phương ngoài ra nếu bạn đang yêu mức độ lo lắng và căng thẳng của bạn sẽ giảm cùng với sự thay đổi tâm trạng và các triệu chứng của một số vấn đề sức khỏe tâm thần cũng có thể giảm nhờ đó bạn sẽ ngủ ngon hơn ăn ngon hơn và hiệu quả hơn trong công việc điều thứ hai tình yêu giúp hình thành nhân cách của bạn một lý do khác khiến bạn không nên từ bỏ tình yêu là nó hình thành tính cách của bạn do đó nếu bạn nghĩ đến việc từ bỏ các mối quan hệ vì chúng không đáp ứng được kỳ vọng của bạn hãy nhớ rằng bạn đã học được một số thói quen tích cực từ chúng do đó bạn có thể cân nhắc các lựa chọn của mình để xem việc rời bỏ người mình yêu có xứng đáng hay không điều thứ ba bạn có thể thay đổi tiêu cực khi bạn từ bỏ tình yêu bạn có thể trở nên buồn bã xa cách và cay đắng và cảm xúc của bạn có khả năng cò sát với mọi người một cách sai lầm do đó một số có thể không muốn ở xung quanh bạn vì năng lượng tiêu cực bạn cũng có thể thấy mình làm nản lòng những người đang yêu vì những gì đã xảy ra với bạn điều này có thể khiến nhiều người xa bạn hơn điều thứ tư bạn có thể có những mục tiêu quan hệ không thực tế đôi khi người ta cân nhắc việc từ bỏ tình yêu vì có vẻ như mối quan hệ không được như mong đợi vì vậy mặc dù tuyên bố yêu người ấy nhưng họ không cảm thấy mình hoàn thành công việc gì một mối quan hệ thành công đòi nỗ lực cam kết dũng cảm tin tưởng nếu bạn thấy các mối quan hệ đang hoạt động tốt trong ngày hôm nay đó là vì rất nhiều công việc đã được thực hiện để tạo ra một hình ảnh đẹp về những gì bạn thấy ngày hôm nay điều thứ năm khi bạn từ bỏ tình yêu một trong những điều có thể xảy ra là người bạn đời tiếp theo của bạn có thể không tốt hơn người yêu cũ của bạn. Bạn có thể quá háo hức yêu và có thể xảy ra sai lầm trong quá trình này. Ngay cả khi mọi thứ không suôn sẻ trong mối quan hệ, bạn phải nhớ rằng tình yêu đích thực là một viên ngọc quý hiếm. Điều thứ sáu, bạn có thể thiếu cam kết trong mối quan hệ tiếp theo. Một lý do khác để không bao giờ từ bỏ tình yêu là bạn có thể mất cảm giác cam kết. Điều này có nghĩa là khi bắt đầu hẹn hò với người khác, bạn có thể miễn cưỡng cam kết một lần nữa. Điều này xảy ra bởi vì bạn có thể không muốn những gì đã xảy ra trong mối quan hệ trước đây của bạn lặp lại. Do đó, bạn có thể cố gắng không đầu tư cảm xúc vào bản thân vào việc yêu người yêu mới để không cảm thấy đau lòng. Điều thứ bảy, bạn có thể mất niềm tin vào những mối quan hệ thành công. Một trong những lý do để không bao giờ từ bỏ tình yêu là vì bạn có thể không quan tâm đến các mối quan hệ đang tốt đẹp. Bạn có thể tin rằng các mối quan hệ thành công là một ảo ảnh, ảnh hưởng đến sự tương tác của bạn với mọi người. Tuy nhiên, nếu bạn nỗ lực nhiều hơn và làm cho mối quan hệ của mình hoạt động trở lại, bạn có thể nhìn các mối quan hệ theo một khía cạnh lành mạnh hơn. Điều thứ 8 Khi bạn từ bỏ tình yêu, bạn có thể bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Một số người sống với những cảm giác này trong một thời gian dài và họ tự trách mình. Trước khi từ bỏ việc yêu bạn đời của mình, Hãy cân nhắc kỹ xem bạn có đang làm đúng hay không. Do đó, một trong những lý do tại sao bạn không bao giờ nên từ bỏ tình yêu là để tránh cảm giác tội lỗi. Thay vào đó, bạn có thể thảo luận với đối phương về cách thực hiện những thay đổi để có thể yêu nhau đúng cách. Điều thứ 9, tình yêu làm cho bạn trở thành một người tốt hơn về lâu dài. Một trong những lý do tại sao bạn không bao giờ nên từ bỏ tình yêu là vì tính cách mà bạn trải qua trong một mối quan hệ. Cho dù mối quan hệ của bạn có khó khăn đến đâu, có một số thói quen tốt mà bạn có thể chọn từ người ấy của mình. Điều quan trọng cần đề cập là khi bạn giải quyết xung đột theo cách phù hợp với người ấy của mình, bạn có thể học hỏi và phát triển như một cá nhân. Theo thời gian, bạn có thể phát hiện ra những thay đổi về tính cách và tính cách nổi bật trong cuộc sống của mình. Điều thứ 10, bạn có thể trở nên cô đơn. Nếu bạn đang xem xét lý do tại sao, bạn không bao giờ nên từ bỏ tình yêu. Một trong những điểm cần lưu ý là sự cô đơn. Hơn nữa, bạn có thể không cởi mở với việc kết bạn mới vì sợ thất tình và thất vọng khi mọi thứ đổ vỡ. Điều thứ 11. Khi bạn yêu đúng người, bạn sẽ có một người sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm của mình. Vì vậy, ngay cả khi xung đột xảy ra, điều đó không phủ nhận thực tế là người ấy vẫn có thể hỗ trợ bạn khi cần thiết. Điều thứ 12. Nhiều người nghĩ rằng họ hoàn hảo và điều này là do họ không có những người xung quanh họ, những người sẽ nói cho họ biết sự thật. Nếu bạn đang cân nhắc việc rời bỏ mối quan hệ của mình, một trong những lý do để không bao giờ từ bỏ tình yêu là bạn có thể bỏ lỡ cơ hội để thay đổi tốt hơn. Bạn có thể tiếp tục sống cuộc sống của mình mà không biết rằng bạn đang thực hiện những bước sai lầm hàng ngày. Sau đó khi bạn làm sai điều gì đó, bạn sẽ có người sửa cho bạn. Điều thứ 13. Bạn có thể học cách cởi mở và cảm thông hơn khi yêu. Bạn cũng có thể biết cách nhìn thế giới qua lăng kính của người bạn đời của mình. Điều này sẽ giúp bạn áp dụng những quan điểm đúng đắn có thể giúp bạn đi đúng hướng. Do đó, hãy đảm bảo rằng bạn không từ bỏ người mình yêu, vì điều đó có thể giúp bạn trở nên cởi mở hơn và biết rằng bạn có thể không đúng mọi lúc. Điều thứ 14 Một trong những lợi ích của việc không từ bỏ tình yêu là bạn sẽ luôn có người bên cạnh bạn, Người ấy của bạn sẽ quan tâm đến sức khỏe của bạn, ngoài ra, bạn sẽ có một bờ vai để dựa vào khi gặp thử thách. Điều thứ 15. Khám phá tình yêu đích thực là gì? Đôi khi những khoảnh khắc bạn cảm thấy muốn từ bỏ tình yêu là giai đoạn bạn học được những bài học quan trọng về mối quan hệ. Nếu bạn từ bỏ mối quan hệ với người ấy của mình và từ bỏ tình yêu, bạn có thể không bao giờ học được thế nào là tình yêu đích thực và vô điều kiện. Bây giờ bạn đã biết lý do tại sao bạn không bao giờ nên từ bỏ tình yêu bất kỳ mối quan hệ thành công nào cũng gặp phải những thời điểm khó khăn và việc từ bỏ khi gặp trở ngại có thể khiến bạn bỏ lỡ những bài học quan trọng trong cuộc sống thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại